Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thủ tướng Chính, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, ba chăm sóc một nhưng bất lực. Hiện nay nền kinh tế của Việt Nam đang rơi vào thần kỳ khốn đốn. Quý 1 năm 2023 đã qua với tốc độ tăng trưởng thấp chưa từng có. Nguyên nhân của sự khó khăn này có nhiều, trong đó chính sách tài khóa của chính phủ và chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước là hai nguyên nhân lớn. Mặc dù vậy, trong chính phủ đã có đến 18 bộ, mà trong đó bộ nào cũng yếu kém trong khả năng quản lý của mình, cũng là những nguyên nhân góp phần vào sự khó khăn chung của nền kinh tế cả nước. Chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ kém hiệu quả thì cần một độ trễ nhất định mới ảnh hưởng đến nền kinh tế. Tuy nhiên, có một yếu tố mà nếu để xảy ra khủng hoảng, thiếu nó sẽ quật ngã nền kinh tế ngay và luôn mà không cần một độ trễ nào cả. Đó chính là vấn đề an ninh năng lượng. Vấn đề xăng dầu đã được ông Lê Văn Thành báo cáo Quốc hội cách đây một năm. An ninh năng lượng có điện, than và xăng dầu, trong đó phần xăng dầu là cực kỳ quan trọng. Kể từ đầu năm 2022, vấn đề an ninh năng lượng đã được đặt ra khi mà nhà máy lọc dầu có công suất lớn nhất Việt Nam là nhà máy lọc dầu Nghi Sơn gặp vấn đề phải giảm công suất. Điều đó đã được cảnh báo, tuy nhiên đến tháng 10 năm 2022 thì hiện tượng thiếu xăng dầu đã diễn ra khắp miền Nam. Hiện tượng này ảnh hưởng đến đời sống, dân sinh và doanh nghiệp rất nghiêm trọng. Thay vì để thời gian đi làm, cả xã hội phải trực chờ ở các trạm xăng để được đổ được xăng dầu. Doanh nghiệp vận tải không chủ động được nguồn xăng dầu, phải hạn chế vận tải và thậm chí phải cho xe nghỉ. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và thương mại trong cả nước. Xăng dầu được ví như mạch máu trong nền kinh tế. Nếu thiếu máu thì nền kinh tế sẽ eo uột ngay lập tức. Điều đang nói là vấn đề an ninh năng lượng bị đe dọa đã lặp lại trong những ngày trước và sau Tết Nguyên đán vừa qua. Đây là thực trạng đáng báo động về sự yếu kém trong quản lý nguồn năng lượng hóa thạch của Bộ Công Thương. Vấn đề thiếu hụt xăng dầu đang lởn vởn muốn trở lại. Vào ngày 10 tháng 4, báo Tiền Phong có đăng bài viết doanh nghiệp xăng dầu lại bị cắt kết chiết khấu, đề nghị đối thoại với Bộ Công Thương. Bài viết này cho biết các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu hơn một tuần trở lại đây, tình trạng chiết khấu thấp, chiết khấu không đồng đang trở lại, khiến doanh nghiệp rơi vào cảnh khó chồng khó. Như vậy là bóng ma thiếu xăng dầu lại lởn vởn, có khả năng nó sẽ quay trở lại đánh vào nền kinh tế Việt Nam vốn đang eo uột bằng một cú đấm chí mạng. Câu hỏi đặt ra là quản lý mà cứ để một vấn đề lặp đi lặp lại như vậy thì trách nhiệm sẽ thuộc về ai đây? Người chịu trách nhiệm trước tiên là ông Bộ trưởng Bộ Công Thương, người thứ nhì là ông Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng quản lý trực tiếp Bộ Công Thương, và người thứ ba là ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Về đề xuất vấn đề xăng dầu thuộc thẩm quyền quản lý của ông. Hiện nay, ông Lê Văn Thành đã đi chữa bệnh và công việc này được ông Phạm Minh Chính phân công cho ông Lê Minh Khái đảm nhận. Với một vấn đề là an ninh xăng dầu cho xã hội mà ba ông lãnh đạo ở chính phủ lo không xong. Để vấn đề thiếu hụt xăng dầu cứ lặp đi lặp lại, chứng tỏ rằng cả ba ông này đều bất lực trước một vấn đề mang tính sống còn của nền kinh tế Việt Nam. Ông Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã thể hiện là một người kém năng lực. Với khả năng điều hành chính phủ như thế, không biết ông Nguyễn Phú Trọng có áp lực gì với ông Thủ tướng họ Phạm này hay không. Làm nhà quản lý vĩ mô, là người đứng đầu chính phủ, điều hành cả một nền kinh tế, mà chọn ông làm Bộ trưởng Bộ Công Thương như Nguyễn Hồng Diên là một thất bại rất lớn. Chọn Bộ trưởng không có khả năng quản lý thì vấn đề sẽ được đẩy lên cấp trên. Và khi vấn đề được đẩy lên Phó Thủ tướng rồi lại đẩy tiếp lên Thủ tướng mà các ông vẫn loay hoay như gà mắc tóc, thì xem ra chính phủ này quá yếu kém mất rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa với bản tin Thủ tướng, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, ba chăm sóc một nhưng bất lực. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bộ Công an thời ông Tô, bàn tay đen kiếm tiền bẩn và tổ kén an toàn. Vào năm 2018, xã hội đã rung động khi hai tướng công an bị bắt. Đó là ông Nguyễn Thanh Hóa, thiếu tướng, Cục trưởng Cục Cảnh sát Tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an và ông Phan Văn Vĩnh, Trung tướng, Tổng cục Cảnh sát Nhân dân Bộ Công an. Đây là đường dây đánh bạc nghìn tỷ đã bị khui ra cho thấy sự thối nát của thành phần tướng lĩnh Công an Việt Nam. Kết cấu của nhóm lợi ích nào cũng vậy, phần chính quyền bảo kê cho phần doanh nghiệp để làm ăn bất chính. Ông Phan Xảo Nam là cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm giám đốc công ty VTC Online, cùng với ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao CNC,
đã phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài RigVip. Đường dây này đã thực hiện trò cờ bạc bịp và đã thu lợi rất lớn. Họ hoạt động trong suốt một thời gian dài nhờ có các tướng công an nhận tiền hoa hồng để mà bảo kê cho họ. Tướng công an của Việt Nam bảo kê cho đường dây đánh bạc online. Đấy là vụ mà Bộ Công an đã khui ra. Còn phụ Lê Ngọc Tuấn, tức là Tuấn Scam, lừa tới 15.000 tỷ đồng của 40.000 người, quy huy động vốn bằng tiền ảo iPhone và Bitcoin đã bị báo chí lên án vào năm 2018, thì không được khui đến nơi, đến chốn. Bộ Công an cho ém chìm xuồng vụ này. Ngoài vụ của Lê Ngọc Tuấn, còn có vụ Leon Group của Hồ Ngọc Phương, tức Ai Cả Phương, lừa 35.000 tỷ đồng của 60.000 người, và ngoài ra còn rất nhiều những sàn khác. Những đường dây này được người bên trong Bộ Công an cho biết Thượng tá Tô Long, Cục Phó Cục An ninh Đối ngoại Bộ Công an, đứng đằng sau. Dù Tô Long còn nhỏ tuổi, chức vụ thấp, nhưng được cho rằng đã bảo kê cho đường dây lừa đảo theo mô hình POSI này trong thời gian dài mà không ai bị truy tố. Trong khi đó, đường dây đánh bạc online do hai ông tướng công an là Nguyễn Thanh Hóa và Phan Văn Vĩnh thì lại bị khui ra. Là vì sao như vậy? Chẳng lẽ Tô Long vững hơn hai tướng công an kia hay sao? Tô Long, Thượng tá, Phó Cục trưởng Cục An ninh Đối ngoại Bộ Công an, được cho là người bảo kê cho các đường dây lừa đảo kiểu mô hình POSI trên mạng. Thực ra Tô Long vững hơn hai tướng công an kia thật, bởi Tô Long là con trai của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Và đó là lý do Bộ Công an không thể tự đánh vào hang ổ của Bộ trưởng. Dù một số tổ chức lừa đảo bị báo chí nói rất nhiều, nhưng tất cả đều bị chìm xuồng hoặc chỉ vài nhân vật tốt thí vào tù, còn lại những nhân vật chính vẫn an toàn. Bản thân ông Tô Lâm đã bị dính vào vụ mobile phone, mua AVG, nhưng cũng không ai chạm được vào ông. Và nay, con trai Tô Lâm đứng đằng sau các đường dây lừa đảo có tổ chức trên mạng, cũng không ai khui ra được. Điều đó cho thấy ông Bộ trưởng Bộ Công an hiện nay đang lộng hành như thế nào. Sai phạm của Tô Lâm thì rất nhiều, và những sai phạm sẽ rất khủng nếu nó bị khui ra. Tuy nhiên, khó có ai chạm được vào ông Tô Lâm, vì ông này đang là cánh tay phải của ông Nguyễn Phú Trọng trong cuộc chiến quyền lực trong cung đình của Đảng Cộng sản. Chơi với kẻ mạnh nhất là người không thể thiếu của thế lực chính trị mạnh nhất trong Đảng Cộng sản. Điều đó đảm bảo cho Tô Lâm an toàn, không ai có thể chạm đến ông ta được. Hồi trước và sau Tết Nguyên đán vừa qua, cuộc chiến quyền lực trong chiếc ghế chủ tịch nước còn trống, ông Tô Lâm cũng đã nhất quyết không chịu ngồi vào ghế do Nguyễn Xuân Phúc để lại, là bởi Tô Lâm sợ. Ông sợ nếu bước ra khỏi tổ kén và ngồi vào chiếc ghế chủ tịch nước, ông ta sẽ bị hạ thủ. Ông Tô Lâm, vị bộ trưởng đã để lại cho Bộ Công an thối nát chưa từng có. Hiện nay, Bộ Công an đang nhận núi tiền gần 100.000 tỷ đồng hàng năm từ ngân sách của Trung ương, nhưng trường đó vẫn chưa đủ. Lòng tham cộng với sự bất chính đã làm cho các sĩ quan công an biến chất và chính họ phạm pháp có tổ chức còn lớn hơn cả những tổ chức tội phạm bên ngoài xã hội. Sự thối nát trong Bộ Công an là bất trị. Những nhóm bảo kê có tổ chức đang bảo kê cho các trang web lậu chuyên lừa đảo trên mạng vẫn đang ngang nhiên tồn tại. Không ít trong đó được những thế lực trong Bộ Công an đang bảo kê. Bộ Công an thời ông Tô Lâm bàn tay đen kiếm tiền bẩn vào tổ kén an toàn là bản tin mà các bạn vừa theo dõi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.